Đây. Chúc mọi người một buổi sáng vui vẻ. Hey slow, hey slowly. Mọi người ăn cơm chưa? Ăn rồi nhé. Hello ông già. Thì chán thì không biết làm gì thì like. Những người hỏi sao lại ra like giờ này. Like giờ nào chạy được. Thì không được like giờ này à? Ừ, hỏi rất buồn cười. Ủa cái gì? Đây, một tặng tim này. Conan nào đây? Thank you mọi người, cảm ơn Tiến. Cảm ơn mọi người nhá. Sao mạng hơi lag đúng không? Cảm ơn bạn già nhá. Đi đi. Vợ em đâu anh? Vợ em ở đâu sao em lại hỏi anh? Vợ em thì em phải tự quản lý chứ, cho nên em hỏi anh. Và liền thiên quen đi. Ai mời mình? Ok. Vợ chị đâu rồi em? Vợ chị ở đâu thì chị đi mà tìm đi, em biết đâu được vợ chị ở đâu. Buồn cười. Cảm ơn Rida. Cảm ơn Lê Phong. Thank you Indonesia nha. Terima kasih. Anh nha, chị em nhà mình đã ai chưa ăn cơm chưa? Nếu chưa ăn thì đừng ăn nữa. Cảm ơn Vinan, cảm ơn Ura. Bây giờ vợ em ở đâu thì mọi người hỏi làm gì? Cứ hỏi mệt mỏi.